chào cả nhà, chúc cả nhà buổi sáng thật nhiều sức khỏe cả nhà. Bữa nay mình đi dỡ lợp gia bì cả nhà. Bữa nay trời hơi ấm. 13 thấp lọt nữa ơi. 13 độ. Trời ấm rồi, gia vị đỡ đỡ cả nhà. Đúng rồi, ở luôn cả nhà. Trời ấm rồi đó. Ấm nó chạy đỡ một chút rồi đó. Mà cái này để nằm cho mà. Để mình đếm cho nó được như con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi. Tôm bự, tôm bự cái nhà ơi. Thank you.
xong rồi đó. Để ấm lại là nó chạy à. Xong rồi là lấy cái máy phần quả cái nào thôi. Thành quả nhiêu cả nhà? Cả nhà bữa nay được con bầm bự. Gia bì cũng sợ nữa nha. Kẹp đau lắm. Nó bự cái nè. Dài bằng tay mình luôn á kìa. Đưa ngón tay cho thử. Dài bằng cái bàn tay mình luôn á. Hai tấc mấy luôn á. Dài vậy á. Ăn ngon cái gì ơi. À, mình về cái nhà ơi. Xong rồi mình đi về. Chào cả nhà nha. À, ngay cảnh rồi cái nhà xem. Nãy mình đi bắt gia bì nè cả nhà, bây giờ mình về mình luộc ăn cả nhà. Đó. Mình luộc với nước dừa. Luộc chút nữa mình ăn, mình mời cả nhà ăn chung cùng mình nha. Mình luộc gia bì đó, cá mình chiên. Cá mình câu bữa đó nè. Bắt chảo lên mình chiên cá nè, luộc gia bì luôn. Cá vô mình chiên. Nếu mình câu được mấy cái chép thì sù tắt nát nữa rồi xong rồi mời cả nhà dùng cơm cùng mình. Đây cả nhà, mình mới luộc gia vị xong rồi cả nhà, cá mình cũng chiên xong nữa. Nước mắm này mình, nước mắm chua ngọt mình làm sẵn để tủ lạnh đó cả nhà. Mình ăn mình múc ra, mình bỏ gừng vô. Gừng mình cũng mới đâm xong nè cả nhà. Giờ mình múc nước mắm ra mình ăn. Nên mình bỏ gừng vô mình ăn. Làm sẵn để tủ lạnh gì cho nó gọn. Tại mình đi làm rồi mình về mình làm nó lâu đó. Mình bỏ gừng vô.
Đó, còn con dao này mình ăn muối ớt chanh này, muối đây mình ăn muối với bằng cái chai này muối bột, nên mình không ăn muối hộp. Rồi mình nặn cái tắc vô mình dầm lên, tắc nhà mình trồng đó cả nhà, nước dữ lắm mà trồng chanh không có nước, trồng chanh nặn không ra nước gì hết á. Rồi mời cái già dùng với mình nha, dùng cơm với mình, dùng cá chiên với gia vị, nước mắm gừng. Mời cái nhà ăn con gia vị. Mình không có đi chợ được, không có rau cải gì hết á cả nhà. Mời cả nhà. Ngon quá. Con này gặp nhiều lắm. Gặp nè. Cơm ở nhà ơi, cơm với mình á. Dạ, ăn chào cả nhà luôn, hết hết pin rồi. Chào cả nhà ơi. Chào cả nhà nha, cả nhà.